sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cao Minh Hưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show. Đây là chương trình chúng tôi thực hiện và phát hành hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3 giờ 30, sáng thứ ba lúc 9 giờ 30, cũng như là chiều thứ năm lúc 3 giờ. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những sinh hoạt của các anh chị em nghệ sĩ. Trong chương trình đặc biệt vào mùa hè năm nay thì chúng tôi có sự hiện diện của một người nghệ sĩ rất là đa tài, và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của ca nhạc sĩ Bích Vân. Mến chào Bích Vân và mời Bích Vân gửi lời chào đến quý khán giả của đài IBC TV. Bích Vân xin chào anh Cao Minh Hưng cũng như là tất cả quý vị khán thính giả của câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show ngày hôm nay. Rất là vui có sự trở lại của ca sĩ Bích Vân. Trong một vài show trước đây thì Cao Minh Hưng có dịp phỏng vấn nói chuyện với Bích Vân về một số chương trình thực hiện trong cái mùa dịch Covid-19 này, thì cũng phải nói là thực hiện chương trình hơi khó khăn hơn. Quý vị thấy là một lần nữa với thực hiện qua Zoom. Rất là cảm ơn ca sĩ Bích Vân bận rộn. Hôm nay chắc là cũng có lớp dạy học nhưng mà cũng dành chút thời gian để cùng tâm tình trong cái mùa dịch này. Thì kính thưa quý vị, nói đến ca sĩ Bích Vân thì có lẽ ngày hôm nay không riêng gì đồng hương chúng ta ở miền Nam Cali mà khắp nơi cũng đã quen thuộc với những sinh hoạt, về tiếng hát, phần trình diễn của ca sĩ Bích Vân. Mình có thể một số khán giả chưa biết nhiều về những sinh hoạt của ca sĩ Bích Vân cũng như là background của ca sĩ Bích Vân, thì Cao Minh Hưng cũng xin phép sơ lược là Bích Vân cũng đã học nhạc từ rất nhỏ. Nghe nói khoảng 4-5 tuổi đã học mandolin, rồi sau đó khoảng 9-10 tuổi là học piano. Rồi sau đó đến Hoa Kỳ thì theo trường học master ở đúng rồi, ở Việt Nam là em có đơ vô trường nhạc viện đúng không? Nhạc viện mà về thanh nhạc. Đến Hoa Kỳ cho bên phải nói chắc là vắn tắt cái tiểu sử thì cũng rất là nhiều đa dạng và nhiều cái thành tích khác nhau. Đến Hoa Kỳ thì trường New York, trường đại học New York rất là nổi tiếng, cũng học về master bên đó và cũng học về Broadway. Bây giờ trở lại là một cái cô giáo. Trước nha, mình là một cô giáo dạy rất là nhiều học trò, thì trên cái cương vị là người hướng dẫn các em về piano, Bích Vân có cảm thấy mình cái may mắn là khi còn bé là mình đã sinh trưởng trong một gia đình cũng yêu âm nhạc và khuyến khích Bích Vân, có thể đó là một cái điều mà có thể may mắn hơn. Vì nhiều người Cao Minh Hưng biết ngày xưa là các cụ là rất là không có coi trọng cái nghề âm nhạc, thì Bích Vân có thể chia sẻ thêm để sau đó thì phụ huynh có thể một cách nào đó khuyến khích các em, nếu mà phát hiện ra những tài năng, những đam mê về âm nhạc, có thể khuyến khích em từ thuở bé như là Bích Vân cũng có cái cơ hội, cái cơ hội may mắn đó. Dạ vâng, thưa anh Cao Minh Hưng, là em cảm thấy là mình thật sự rất là may mắn khi mà được bố mẹ cũng như là gia đình ủng hộ em để theo dõi, tiếp tục theo đuổi cái con đường âm nhạc nghệ thuật này, cũng như là anh Cao Minh Hưng nói là sống ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam thì khi đó thì cũng rất là ít những gia đình mà cho con cái mình đi học nhạc, thường là học chữ nhiều hơn thôi. Nhưng mà khi mà mẹ em là người đầu tiên đưa em đến để học piano, trước đó thì ông nội có dạy cho em đàn mandolin như là anh cũng có chia sẻ cho quý vị, đó là lúc đó mới có 4-5 tuổi thôi là bắt đầu cầm cây đàn đánh tinh tinh. Ông bà và gia đình em thì rất là yêu nhạc, nhưng mà khi mà mẹ em bắt đầu cho em đi học piano thì khi đó thì mẹ em là lúc nào cũng yêu thích nhạc, lúc nào cũng muốn cho mình được theo đuổi, nhưng mà mẹ em không được cái cơ hội đó. Cho nên khi em còn nhỏ là mẹ đã cho em có được cơ hội để đi học nhạc. Thì khi đó là nhiều khi em nhớ là trời đội mưa bão là em vẫn cứ là mặc áo mưa đội mưa tới nhà cô để mà học đàn như thế. Và khi đó là thực sự là trước đây đó là em nghĩ là những gia đình có điều kiện hơn thì họ thoải mái hơn cho con mình đi học nhạc. Nhưng mà khi đó thì gia đình em cũng không có nhiều điều kiện, thì ở nhà là không có đàn piano, cũng không có keyboard luôn, là em tự làm bằng cái giấy cạc tông á anh, là em cắt nó ra xong rồi em tự em cái nốt lên cái key, black keys, white keys, như là cái đàn nhỏ nhỏ vậy đó, là
là tập ở trên đó thôi, là thời gian đầu là tập như vậy thôi. Thì những cái kỷ niệm đó rất là đáng nhớ, nhưng mà nếu mà không có được những cái ngày đầu tiên chập chững như vậy mà được gia đình em tạo điều kiện cho em đi học thì chắc là sẽ không có được cái ngày hôm nay. Bích Vân cũng không có được cái cơ hội để theo đuổi âm nhạc và cống hiến nhiều cho quý vị khán giả, cũng như là truyền đạt lại những cái mà mình biết cho những cái thế hệ sau này. Mà cho dù như là em nghĩ nếu mà em không có theo đuổi con đường nghệ thuật như vậy, một cách chuyên nghiệp như vậy, nhưng mà em nghĩ là âm nhạc nó cũng làm cho cuộc sống của em hạnh phúc hơn rất là nhiều, và giúp cho mình nhiều cái những cái phương diện khác trong cuộc sống, như là mình học nó cũng focus nhiều hơn và mình cảm thấy thoải mái hơn, và nó cũng giúp cho cái brain của mình, cái đầu óc của mình cũng phát triển một cách nó hài hòa hơn. Thì em nghĩ là nhất là bây giờ thì ở bên Mỹ em thấy nhiều gia đình rất là đầu tư cho con cái để được học về nghệ thuật, thì em cảm thấy là điều đó thật là đáng quý. Rất là cảm ơn ca sĩ Bích Vân đã chia sẻ. Đúng là những cái khó khăn mà chúng ta thấy ở trong cái hoàn cảnh của Việt Nam chúng ta. Đến ngày hôm nay nói các em có rất là nhiều cái cơ hội để đến trường, có nhiều cái phương tiện, các lớp học, rồi phụ huynh có điều kiện nhiều hơn. Như là chúng ta thấy lần đây chúng ta sẽ nói về cái background của Bích Vân, đó là Vân và Son Music Studio. Wow, chúng ta sẽ giới thiệu cái chương trình này. Cảm ơn có một vài lần xem những cái clip mà Bích Vân dạy rất là đặc biệt, cái cách hướng dẫn rất là tận tâm. Nói qua một chút xíu về cái lĩnh vực âm nhạc, về trình diễn. Chắc quý vị biết là ca sĩ Bích Vân chúng ta rất là đa tài. Hát cái giọng soprano là rất đặc biệt rồi. Rất là ít các ca sĩ có thể hát cái giọng cao như vậy. Rồi dân ca cũng chơi luôn. Okay. Tức là phải nói dân ca một cái thể loại nhạc rất là khó. Bích Vân nói chuyên trở rất là hay. Những nhạc tình ca thì khỏi phải nói rồi. Đối với Bích Vân, khi mà chọn cái con đường về thanh nhạc, như vậy thì lúc đó có một người nào đã phát hiện cái tài năng, hay là mình tự nhận thấy là mình yêu cái thanh nhạc nhiều hơn là mình chơi những cái instrument? Dạ, thưa anh, em học piano từ nhỏ và em theo đuổi cái bộ môn piano cho đến khi em 17, 18 tuổi luôn. Thì khi đó khi mà em nói với lại gia đình là em muốn vào trong nhạc viện để học, thì ngay cả người thầy dạy piano của em lúc đó là thầy Giang Đông thì cứ nghĩ là em sẽ thi bộ môn piano thôi. Thì khi còn nhỏ đó thì em sinh hoạt ở trong nhà thờ, thì em cũng có hát rất là nhiều cho những chương trình của nhà thờ, nhưng mà cũng không đến nỗi là đam mê lắm về thanh nhạc. Nhưng mà không hiểu tại sao khi đó thì em cứ là rất là muốn theo đuổi cái ngành thanh nhạc chứ không phải là piano. Thì khi mà em đi thi thì em lại ghi danh là thi về thanh nhạc, trong khi trước đó là chưa bao giờ được học hát hết, chỉ là hát nhà thờ rồi hát vu vơ theo những cái bài hát mà mình thích thôi. Nhưng mà không hiểu sao cái ngành thanh nhạc nó lại, em cảm thấy nó rất là hấp dẫn và cảm thấy như là mình còn rất là nhiều điều mình muốn học hỏi. Thì khi đó em thi và em được thi đậu, và không ai ngờ là ủa sao không có tập luyện gì hết mà lại thi đậu thanh nhạc chứ không phải là piano. Thì rất là ngạc nhiên, và em cũng không ngờ là mình có được những cái tố chất để mình có thể theo đuổi được cái ngành thanh nhạc, và theo đuổi cho tới bây giờ luôn đó anh, là cũng hơn mười mấy năm là học về thanh nhạc mà thôi. Yeah. Đó là một cái nhận xét rất là hay. Đôi khi phụ huynh không biết những cái talent của các em cho đến khi mà mang em đến trường. Lúc đó cô giáo hay là những người trong cái ngành đặc biệt như vậy có thể phát hiện ra những cái tài năng của các em và giúp các em develop, phát hiện nhiều hơn nữa. Bây giờ mình nói xuyên qua một chút xíu, đổi chút xíu vào một cái tài năng, một cái lĩnh vực khác của ca sĩ Bích Vân là sáng tác, để thay đổi không khí một chút xíu. Và để gửi đến, trước khi chúng ta gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, thì Bích Vân có thể chọn một nhạc phẩm để gửi đến quý vị khán giả không? Mời em. Thưa anh, dạ, em xin tặng quý vị một bài hát mà em sáng tác. Em cũng sáng tác được nhiều nhạc phẩm. Thật ra là tại chắc là do cái tâm hồn của mình cũng nghệ sĩ lãng mạn, tại vì anh Cao Minh Hưng cũng sáng tác rất là nhiều bài rất là hay, thì đôi khi mình có cái cảm hứng và mình muốn dành lại những cái cảm hứng đó thì mình viết lên thành một cái bài hát. Thì bài hát này Bích Vân sáng tác chắc là cũng lâu lắm rồi, và bài hát này ở trong cái album CD nhạc đầu tay, thính phòng đầu tay của em, là Kiếp Nào Cứ Yêu Nhau. Thì bài hát này có tựa đề là Một Mảnh Tình Thơ, thì hy vọng là quý vị sẽ
yêu thích bài hát này. Rồi, cảm ơn Bích Vân cho những lời giới thiệu. Kính thưa quý vị, sau đây thì nhạc phẩm Một Mảnh Tình Thơ và sự trình bày của ca sĩ Bích Vân sẽ gửi đến quý vị, và sau đó chúng tôi xin trở lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Giờ